Xin chào các bạn yêu cá bảy màu. Hôm nay mình dậy thật sớm để mình đi mua bo bo và trùng chỉ, rồi nhân tiện mình review cho các bạn xem luôn một cái khu chợ bán cá cảnh nổi tiếng của thành phố Sài Gòn này. Ở chỗ này nó chỉ bán từ 5 giờ đến 7 giờ sáng thôi các bạn ơi, mà đa phần là bán cá rất là rẻ, có trùng chỉ, có bo bo, đủ tất cả các loại. Mời các bạn xem clip nha. Mình đã tới cái khu vực này. Ở chỗ này là cái đường Trần Hưng Đạo B, nó cắt với lại đường Lưu Xuân Tính. Thì cái chợ cá Lưu Xuân Tính nổi tiếng ở Sài Gòn này, nếu mà ai chơi cá cảnh Sài Gòn này đều biết. Và mình tới đây là khoảng cỡ mới hơn 5 giờ thôi, và đèn đường lúc này nó vẫn còn. Đó, các bạn thấy là xe tải nó đậu ở đây, có những người chạy ráp lấy giao hàng. Giờ này là 5 giờ 13 phút nè, mà ở đây buổi sáng khoảng cỡ 5 giờ là người ta đã ra bán rất là đông rồi. Người ta bày ra ở chỗ cái lề đường và đi lại người mua bán tấp nập rất là đông, mà đa phần là những cái tiệm cá, những cửa hàng người ta đi lấy sớm, lấy cá sớm, là lấy trùng chỉ, lấy bo bo về sớm để mà bán cho cái cửa hàng của mình đó, đem về cửa hàng mình bán. Và tất cả các cá ở đây người ta vô bịch sẵn như vậy nè các bạn, bỏ vô bịch sẵn. Mình hỏi cái chỗ anh này là để mình tính mua bo bo, nhưng mà cái anh này nó không phải là bán bo bo nên mình phải đi lên xích ở trên kia. Ở đây có một cái anh lớn tuổi nè, cái bác này lớn tuổi cũng là hơn 50 tuổi rồi, bán kinh cam pha. Mỗi một sáng cũng ra ông bán khoảng chừng mười mấy 20 con vậy thôi. Và đặc biệt cái chỗ này là bán tới 7 giờ là đi về thôi, nên cái giờ sáng chỗ này nó cũng không ảnh hưởng đến giao thông lắm. Sáng bây giờ vẫn còn đèn đèn đường chưa tắt, nhưng mà người mua rất là tấp nập. Đó, mình ghé ở chỗ này mình xem, mình thấy có gì ba ba rùa rồi bảy màu rồi ốc rồi rong. Đó, anh em thấy ba ba có bảy màu nữa, có mấy con cua cua kiển nữa nè. Cá vô bịch sẵn như nè. Ở đây là cá ba đuôi rất là nhiều. Đây, ở đây bán bo bo là một bịch bo bo như vậy á, là 10.000. Mình mua một bịch bo bo. Đây nó bán hai bên đường đầy luôn. Mình băng qua bên đường, ở bên này nó có tiệm cá đi đóng sỉ rất là nhiều. Người ở trong nhà bán tiệm cá thì bán, còn người ở ngoài đường thì họ không phải thuê mướn mặt bằng nên họ bán thì tới 7 giờ họ nghỉ, họ dẹp để cho những cái cửa hàng nó bán và nó không ảnh hưởng giao thông. Ở đây là cá ba đuôi, cá chép. Ở đây là cá chép, người ta cân khoảng gần ký cá chép và người ta bán một bịch như vậy đó. Đó, anh em thấy cá cứ vô bịch như vậy, và bán sỉ cứ một bịch là bao nhiêu tiền, bịch là bao nhiêu tiền. Mà buổi sáng 5 giờ sáng mà nó rất là đông luôn, chỉ toàn người đi mua bán cá thôi. Ở đây khu vực trước cái cửa cửa hàng nhà người ta nó có điện nên nó có đèn sáng. Ở đây cá ba đuôi không à, cá ba đuôi rất là nhiều, có cá ranh chu luôn, có cá oranda luôn đó. Anh em thấy có cá ranh chu nữa.
Số người người ta đi mua, người ta để cửa xe hoặc người ta buôn bán, người ta để xe xuống lòng đường và ở trên lề đường luôn. Vì đến đây 5 giờ sáng nên nó cũng không ảnh hưởng mấy đến giao thông. Xem như ở đây là nó khu bán cá cho người nghèo á. Một số người người ta làm nghề này, người ta đi lấy ở một vài trại cá, xong rồi người ta đóng sẵn buổi tối và 4 giờ mấy sáng người ta chạy lên đây người ta bán. Và người ta bán tới 7 giờ thì người ta dẹp chợ ra nè. Khi anh em thấy trời còn tối như vậy, ở đây bán là coi như có cái đèn pin, là người ta cầm đèn pin người ta rọi. Quá to. Con thấy biển mà hỏi con. Thấy màu ở trong. Thấy màu ở trong hả? Màu gì cũng có. Tại vậy hả? Full red hả? Full red luôn hả? Full red nè, full gold. Full đặc trưng tiger. Con coi đỏ. Con có chạy biển màu à? Con có chạy. Vậy hả? Ở đâu? Ở Hóc Môn rồi Củ Chi rồi liên kết với người ta vậy. Ở đây cũng có coi nữa nè anh em. Coi có full red. Đây khu vực bán bảy màu có lưu tạc răng. Bữa nào mình sẽ đi review cái trại này cho anh em xem. Tại bây giờ mới có chừng 5:20 sáng nên nó khá tối, phải rồi đèn. Mình mượn đèn pin của cái đứa bé nó bán cá nè, mình rọi ở đây xem nè, trời nó còn tối mà ở đây là thấy bảy màu coi nè anh em ơi, cá bảy màu coi có full red nữa. Và họ vô một bịch như vậy là 10 cặp. Mình cầm lên một bịch soi coi nó làm sao. Thì cái size này nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà bán cũng tương đối là rẻ, khoảng cỡ chừng 20 ngàn một cặp. Anh em nào mới tập chơi á, thì ra đây dậy sớm, ra đây mua cá thì rẻ nè. Mình chơi mới tập chơi mình mua như vậy, mình chơi cho nó quen đi rồi mình mới nuôi với dòng cá cao cấp. Thì tiền nào của nấy mà, những cái loại này mình cứ chơi đi rồi mình có kinh nghiệm. Chứ làm giống á, thì nên mua cá chất lượng. Có full red nữa. Buổi sáng sớm người đi mua ở đây rất là đông nha anh em. Đó, người đi mua tấp nập luôn. Và họ cứ cứ cầm đèn pin. Cái người bán thì đưa cho đèn pin để mà rọi. Mình cứ đi dạo một tí xíu là thấy trời nó bắt đầu nó hửng sáng rồi. Đó có anh này ảnh ngồi ảnh bò xuống luôn, ảnh lấy đèn ảnh rọi. Ảnh rọi ảnh tìm mua cá ba đuôi cá gì đó. Có cá binh bông nữa. Rồi mình đi nhích lên đây có hai cái cô này bán con ba ba, bán ba ba bỏ bịch đó, lấy thao xong bỏ vô bịch, vậy là người mua chỉ việc xách cái bịch đi về thôi. Rồi mình đi lang thang tới cái chỗ khu vực này là cái khu vực bán cá beta. À, có những bạn trẻ dậy rất là sớm. Đây có hai bạn trẻ, chắc là sinh viên, đi mua cá beta. Cá beta cũng vô bịch như vậy đó. Đây cái đèn cứ để rọi ngang vậy, khi nào ai muốn vô lựa cá thì lấy cái đèn soi từng con cá, thấy con cá nào mà thích đó thì bắt thôi. Cái bịch lớn cũng vậy luôn. Ở đây có khu vực bán nhái nữa anh em ơi.
Cảm ơn anh. Đây là cái dĩa nha anh em. Ổn đâu mình? Cái dĩa bồ câu. Ồ, cá bảy màu full red. Thôi giáp vàng. Cá bảy màu full red. Một sẻ. Đây là khu vực cá ba đuôi. À, ba đuôi nữa nè, quá trời ba đuôi luôn. Một bịch vậy là bao nhiêu con? Đại rồi, có cái bằng 20 con bằng. Một bịch 20 con vậy là bao nhiêu? Con 180. Ủa vậy, 20 con 180 là có 18 ngàn con á hả? 12 ngàn, có 9 ngàn một con, 20 con 180 là 9 ngàn. Có 9 ngàn một con hả? Vâng. Ồ. Oh. 20 con là 180. Hả? Hả? À, có xe nhỏ nữa. Xe nhỏ thì nó rẻ hơn. Ờ. Cô, xe nhỏ là nhiêu con hả? Có nhiều size. Ở đây là khu vực cá bảy màu nè mấy anh em. Ở đây bảy màu coi với bảy màu full red nhiều lắm. Đây là bảy màu coi quá trời luôn nè. Anh em chịu khó mà sáng sớm thì ra đây. Đây dành cho những người xuyên dậy sớm. Một bịch này bao nhiêu cặp em? 10 cặp hả? 10 cặp hả? 1 dây 20 cặp. Một bịch 10 cặp vậy là bao nhiêu tiền? 130. Khu vực này chỗ này toàn là bảy màu không à? Đây có một số người, người ta thồ hàng rồi người ta vận chuyển để ra các bến xe, hoặc là người ta chở đi giao cho các tiệm cá luôn. Có một số tiệm cá cảnh ở tỉnh gần lân cận như Bình Dương, Long An, sáng sớm người ta chạy lên người ta lấy cá xong người ta chạy về luôn. Có cả cào cào, châu chấu luôn. Ở đây lại một là một cái khu vực có cá bảy màu nữa, có cá binh bông nữa, cá ba đuôi nữa. Nói chung mà buổi sáng anh em ra đây sớm thì rất là nhiều chỗ để mà anh em chọn lựa, mua trùng chỉ, mua bo bo, mua ốc táo, mua binh bông. Ở đây là bảy màu, gọi là bảy màu Big Ear Dumbo gì đó. Tai bơi nó cũng hơi nhỏ thôi, mà cũng là Big Ear Dumbo vậy đó. Đó, quá xa trời luôn.
có cả ốc táo nha, có cả đồ thủy sinh nè, đây bảy màu coi nè, mình đi mình cũng không có kịp để mà quay nhiều cho anh em xem luôn. Có cả tép luôn, tép đỏ, tép vàng, tùm lum hết luôn, cây thủy sinh nữa. Anh em muốn mua rẻ thì ra đây. Đó, cái đây bảy màu coi rất là nhiều. Đó, khu vực này bán bảy màu coi nữa. Rồi, cái clip của mình cũng khá là dài, mà trời cũng sáng rồi, thôi mình phải đi về cho cá ăn rồi còn đi làm nữa. Mình cảm ơn anh em đã quan tâm và xem cái clip của mình. Chúc anh em một ngày thật là vui. Anh em mà dậy sớm thì đi ra đi chơi mua cá nha. Anh em hãy bấm like, bấm đăng ký và nhấn vào cái chuông để khi nào có clip mới nó báo cho anh em nha. Rồi chúc anh em một ngày thật là vui. Bye bye anh em. Clip mình dừng ở đây.